Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ạ, tình hình mưa dông trên cả nước diễn ra như thế nào ạ? Vâng Mạnh Cường, sáng nay thì nhiều nơi trên cả nước đã có mưa. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì cơn mưa như chút đã gây ra ngập tại nhiều tuyến đường, giao thông đi lại khó khăn. Còn tại thủ đô Hà Nội trời cũng nhiều mây và có mưa nhỏ. Nguyên nhân gây mưa ở Bắc Bộ là do một vùng hội tụ mây ẩm đang tồn tại. Tại thủ đô Hà Nội từ nay đến chiều thì trời có lúc sẽ tạnh mưa, sau đó càng về tối và đêm, xác suất có mưa sẽ ngày càng cao hơn. Không chỉ thủ đô Hà Nội mà nhiều nơi ở Bắc Bộ cũng có mưa dông. Những nơi có màu xanh đậm như là Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cũng như là Quảng Ninh và Hải Phòng, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nhiều mây, có lúc nắng gián đoạn, trời mát mẻ, nền nhiệt là 30 độ. Mưa sẽ quay lại về chiều và tối, có lúc mưa to, mưa dồn dập nước không kịp thoát, dễ lập lại tình trạng ngập úng như sáng nay tại các tuyến đường trũng thấp của thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Hóc Môn. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.